Giờ tôi hỏi chú là bây giờ giá thỏa thuận các anh giải chúng tôi lấy tiền. Các dự án này là dự án nhà nước thuê đất. Đấy, giá thì theo quy định của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa nghe nhân viên của công ty Hoàng Minh cho biết họ chỉ là đơn vị tính cái thu hồi và giá không có giá thỏa thuận. Dự án này là do nhà nước thu hồi đền bù đất theo giá quy định nhà nước. Điều này mâu thuẫn với việc quyết định số 1542 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch huyện Việt Yên cho thấy đất của chúng tôi là phạm vi ảnh hưởng tới dự án. Điều mâu thuẫn thứ hai thể hiện rõ trong điều 2 khoản 2 của quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên nêu rõ. Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn tài nguyên và môi trường Hoàng Minh mở ngoặc đơn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đóng ngoặc đơn. Những người đã được cấp sổ đỏ trong quỹ đất 400 lô này. Thế thì các ông gọi người đã bán đất rồi, em tôi là người đã bán đất rồi, gọi đến nhận tiền. Tôi là người mua đất bị đe dọa là giấy tờ của chúng tôi theo quyết định 1541 này không còn giá trị gì nữa. Từ khi có quyết định 1541, nghĩa là Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên mà đại diện là ông chủ tịch huyện đã gây mâu thuẫn trong lòng dân, làm tạo điều kiện cho chúng tôi, chị em chúng tôi bây giờ giết nhau à, đánh nhau à, để cướp cái số tiền này à, hay là như thế nào? Có nghĩa là chính các ông là những người vi phạm pháp luật ra quyết định này để tạo cơ hội, tạo mâu thuẫn trong lòng dân để có những người nảy lòng tham. Người nói phải có người nghe đi ông, đề nghị ông trưởng thôn. Sao lại bảo người ta là phải lấy tiền? Người ta bán rồi bảo người ta lấy tiền là để đạt mục đích của các ông, có nghĩa là các ông sẽ có một cái danh sách đã trả tiền cho những người bị ép buộc đe dọa người ta đến nhận, coi như đã thu hồi đất. Nhưng không được, tôi phản đối cái việc làm này bởi vì chính những nhà chức trách đã tạo sự bùng nổ, sự tranh lấn, đánh chửi, chém giết nhau vì tiền. Cho nên tôi đến đây có ý kiến rằng tôi nói là đến nhận tiền theo cái sách của bà Trần Thị Phượng và không đồng ý kiểu làm việc này của các ông. Thực tế tôi không có nhận tiền và em tôi cũng không bao giờ làm cái trò hứng chịu như thế, nhem nhọ bôi nhọ danh dự của đảng và nhà nước như thế. Người bán đất rồi, đời nào người ta đã đi nhận tiền, đi cướp của người khác. Đấy, tôi hết ý kiến. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận thấy sự nguy hiểm và diễn biến khó lường của việc ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên ra quyết định thu hồi và bồi thường cho người không có đất. Điều đó thể hiện một sự không minh bạch của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên. Mời quý vị và các bạn xem tiếp phần sau. Xin trân trọng cảm ơn.